hai người làm gì vậy? Hai người làm gì vậy? Ủa, nhiệm vụ của gia đình giao em là canh chị mà. Chị không bận đi đâu hết á, ngoài đi chơi với Henry thôi. Tôi đâu phải tù nhân mà cứ đi kè kè thôi. Ê, lại, thằng này kiếm gì? Không đánh nữa nha. Mày đừng có lấy gia đình ra. Mày đừng có lấy gia đình ra mà uy hiếp chị nha. Tôi đánh anh luôn bây giờ, anh tin không? Thôi không cần biết. Bây giờ á, chị phải ở nhà. Còn muốn ở đâu thì phải có Henry hoặc là tôi. Henry, canh bà. Ok. Canh hả? Canh hả? Anh làm gì vậy? Canh. Anh rảnh lắm hả? Anh là bạn thân của cô Út tôi mà. Sao anh không về với quê chơi với Út tôi đi? Rồi vài bữa nữa bay lại về bển. Trời ơi, anh ở đây anh ám tôi hoài vậy anh Henry? Tôi có công chuyện ở đây mà. Ủa? Vậy là có việc làm hả? Đúng. Bấy lâu nay tôi có tưởng ở không luôn á. Nếu mà có việc làm thì tập trung làm việc của mình đi. Sao cứ bám theo tôi làm chi vậy hả? Tôi nói rồi, tôi có người yêu rồi, nên đừng có tơ tưởng gì tới tôi nữa. Thơ thơ, suy nghĩ nhiều quá rồi đó thơ. Cái này là tôi chỉ giúp thành tình thôi đó. Ai mượn anh vậy hả? Nó thân thích bà con với anh mà giúp. Tôi con là tốt không sao? Cái gì vậy? Ê chị đi đâu mà? Đi đâu mà? Chị là ai vậy? Bên á. Bên nào? Con tôi. À, thằng Bin hả? Con chị lên thăm nó. Vậy chị là má thằng Bin. Má thằng Bin. À mẹ. À vui vui, ngồi đi chị. Dạ, ngồi đi dạ. Chị. Để em. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Đi đường xá xa xôi lên chắc mệt chị ha. Mệt thì có mệt nhưng mà lên thăm con mà. Dạ dạ. Vui, trong lòng vui. Dạ. Cô là ai? À dạ em là chủ phòng trọ này. Chủ phòng trọ này. Dạ. Chủ. Đây chồng hả? Dạ đúng rồi ạ. À không, đây là khách thuê trọ nhưng Bin thôi, không chồng con gì hết trơn, em chưa có chồng. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà nhìn xứng lắm luôn á. Dạ, cảm ơn chị. Chị vui quá. Nó nghe nè. Dạ. Ê dính gì nè? À dạ không, à, cái này là cái hột lệ của em. Xăm hả? Dạ không, dán. Dạ, dán. Đấy là dán. Dạ, dạ. Cái gọi là gì? Cái xì tai. À, xì tai của em vậy dạ. Lạ lắm á. Dạ. Cô bên đây chắc mốt tôi bên đây. Trời ơi, nhìn tôi tưởng chị em. Vui đúng quá. Vui quá. Ủa, nhưng mà... Gì? Thằng Bin nó nói là... Mẹ nó chết rồi mà. Vậy thì... Ai đấy? Ừ. Mẹ nó chết rồi. Mẹ nó chết rồi. Rồi. Đi đường cái này. Cái gì vậy? Con làm cái gì vậy? Hả? Bộ không có đi học hả? Sao mà rồi lấy đồ rải đầu tôi vậy? Không có tôn trọng người lớn vậy? Hả? Làm gì vậy? Rải cho oan hồn đi. Ờ đúng rồi, em tưởng dông vía gì không chị ơi. Trời đất ơi, tôi nè, bằng da bằng thịt nè. Trời đất ơi, nói tầm bậy tầm bạ không à. Xin lỗi chị là tại sao? Vì thằng Bin nó nói mẹ nó mất rồi mà giờ chị ngồi thù luồn đóng đây nè em. Tưởng trời ơi là trời, mẹ thằng Bin nó mất thiệt. Tôi là mẹ kế của nó thôi. Trời ơi, chị không nói rõ làm em quéo luôn á chị. Tại vì nói chung là tại vì thằng Bin nó mất mẹ từ nhỏ rồi mình ba nó nuôi, rồi ba nó cưới tôi về, tôi coi thằng Bin như là con ruột của tôi vậy đó, tôi chăm sóc, tôi nâng niu nó như trứng vậy đó. Thôi ơi thương ghê. Bin! Ê, ê chị ơi, ê cái thằng này. Lấy dây vào gọi mà trả tiền. Bin! Buông tôi ra coi. Bin! Cái thằng này. Ủa thằng này hôm nay sao vậy? Thái độ kỳ cục thiệt. Trời đất ơi, cư xử với người lớn gì kỳ vậy trời. Bin! Chị mua gì chị? Mua gì? À không. Tôi kiếm Ben. Thằng Ben? À đúng rồi, nó ở đây, nó ở đây. Ủa mà chị là gì của con Ben? Ben đâu? Không biết mà chị là gì của con Ben? Nó ở đây vòng vòng đây hả? À? Là gì? Thấy đẹp quá, ăn đồ sang trọng quá, đẹp. Ê Ben! Có người kiếm con kìa. Tới đây làm gì? Gì ghê trời, ông trời thấy hết rồi. Gì ghê. Không cái biết. Cái gì vậy? Cái máy bay hả? Cái đĩa bay luôn chứ cái máy bay gì. Đi
Trời ơi. Mắc 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 kìa. Không kia nhá. Nó mũi. Gì vậy? Kéo đi luôn. Ê, rồi đi. Ê, kéo đi luôn rồi. Trời ơi con. Trời ơi ngược theo chứ sao. Con thấy ba tròn tròn là con nghi cái đĩa ba ai. Nhanh lên. Ôi mà con có đi đâu. Để nó đi luôn hả? Giờ sao? Ngược theo. Đi theo. Giờ này còn mê trai, dùng đầu óc suy nghĩ thử coi chuyện gì đang xảy ra trong nó. Có thời gian đâu suy nghĩ lên xe coi. Mê trai có gì chứ, không rồi bé nói. Bé nói. Chị đâu vậy? Trời ơi, đi khách sạn chứ đi đâu nữa. Cháu tôi đi khách sạn. Hai đứa tôi đi khách sạn. Bây giờ gấp lắm rồi. Bây giờ cho qua đi. Trời ơi. Nhanh 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 à, anh chị ơi. Anh chị có phòng trước chưa ạ? À? Có. Vậy là có hay chưa ạ? Có chưa gì cũng được. Lấy phòng đi. Lấy phòng đi gấp lắm rồi. Dạ anh chị muốn ở dưới hay trên lầu ạ? Cái nào cũng được. Anh nói gấp lắm. Gấp dạ, lắm dạ. Rồi à, nhanh 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 dạ, dạ, em dạ. Chịu không nổi nữa. Trời ơi, lỡ con với Thơ mà vô khách sạn rồi ai nhìn vô rồi người ta đánh giá Thơ chết. Bây giờ con không quan tâm cặp mắt thế gian nữa thôi. Bây giờ Ben của con có hơi gì con một lần đi thì có. Bây giờ lẹ lẹ đi đăng đi lên kiếm Ben. Thơ, ủa? Bộ tôi không gì mấy người ạ? Lúc đó người ta đang gọi người ta đánh mình rồi sao? Chứ bây giờ phải biết nó ở đâu chứ. Nhưng mà Ben nó đang làm gì vậy trời ơi. Tự nhiên vô khách sạn chi trời. Thôi mày hỏi một câu gì ngây ngô quá vậy con. Một trai một gái vô khách sạn thì còn làm chuyện gì nữa? Là gì thôi. Con không dám nghĩ tới đâu. Tội nghiệp Ben của con quá. Bà nó bao nhiêu cái đĩa bay vậy đó. Ba tròn nho. Chết Ben của con rồi. Bây giờ mày đứng đây mày than hả? Đi kiếm cái đĩa bay. Đi. Thơ ngồi. Làm cái gì đi như ngựa chạy vậy? Trời mà không nóng hả? Mà không nóng hả con? Đi ngoài đường nóng thôi mà không nóng hả? Nóng quá. Nóng đâu, không nóng nhưng mà cái ruột con bây giờ đang nóng hơn nữa nè. Đi nóng. Quên hết tất cả mọi chuyện nóng đực bên ngoài rồi. Không biết cái thằng Ben này nó làm cái gì mà nó nghĩ cái gì nó làm cái chuyện đó thật sự luôn. Sao ta? Tức quá không vô coi được bây giờ sao? Thì con cũng yên như Thơ thôi. Thôi đừng có nồng nồng lên nữa. Mệt quá à. Bây giờ con cũng biết sao nữa. Tội nghiệp Ben của con quá à. Trời ơi mua đồ để bữa khác mua cha ơi. Anh bị gì vậy? Má chỗ thằng này hả? Sao nó nghe thằng ma vậy? Không lâu vậy? Ben khỏe không con? Con qua cái đồ lẹ ha. Gì? Ngồi xuống chơi. Ngồi xuống thôi hỏi chuyện cái này con. Thôi có chuyện quan trọng hỏi con nè. Mới đâu vậy á? Mới đâu vậy? Nói gì hả? Đi... Nói gì vậy? Đâu có gì đâu. Đâu đi có gì ai? Đâu. Lần này để tôi hỏi. Đi ai? Đâu có hỏi cái gì đâu. Nãy giờ mình ở nhà mà. Đúng không? Tại sao hai người hỏi cái gì vậy? Muốn cái gì? Đâu có muốn cái gì đâu. Nãy giờ mình ở nhà. Đúng không nè? Nãy giờ mình ở nhà chứ. Mình đâu có biết chuyện người ta đi chạy xe chuyện người ta chứ. Đúng rồi, không? Rồi, cho tôi nói một câu thôi. Con á, sức trai chán thanh niên. Làm gì cũng phải suy nghĩ hiểu không? Đừng tôi nói. Đang nói cái gì vậy? Thôi đừng nói nữa, người ta biết mình theo dõi người ta đó. Theo dõi gì? Theo dõi gì đâu. Bà đang mê cái ca sĩ Chun Phạm. Cái anh ca sĩ mà tập tạ đó. Anh ca sĩ tập tạ đúng không? Đang mê rồi bấm nút theo dõi ảnh. Bấm nút theo dõi trên Facebook thôi à. Chứ không có gì hết á.
mê Trinh Phạm. Có liên quan gì đây? Thì theo dõi đó, đang nói chuyện theo dõi thôi đó. Nói chuyện hai đứa đang nói chuyện thôi, có gì đâu. Chuyện theo dõi là vậy đó. Đúng rồi. Ừ, hết. Rảnh rồi bớt làm chuyện tào lao đi. Con lấy bịch gói nha, ghi sổ giùm con. Thôi khỏi ghi sổ, con trả. Tính cho con. Không cần. Vừa xong, cho nó vào bị gói mà cũng lấy. Không cần là đúng rồi, người ta mới đi trong khách sạn ra, đương nhiên người ta có tiền rồi. Thấy không, chắc chắn trắng là làm chuyện bậy bạ rồi. Đi chuyện khách sạn về, xong đói bụng, xong mua mì gói về ăn. Trời ơi, thôi chết rồi, Ôi, chết men của con rồi. Mà thơ cũng vậy nữa, tự nhiên nhào vô sắn hỏi người ta vậy. Thì bây giờ hỏi nó cho khỏe, ba mặt một lời. Hỏi ha, hỏi xong cái người ta biết, rồi mốt khỏi theo dõi luôn. Ha, hỏi đi, hỏi nhiều vô. Hồi nãy con không chặn là bể hết rồi. Quên, mắc gì phải hỏi cha. Vậy thì từ nay về sau, Hờ sẽ im lặng và theo dõi. Thơm quá. Trời ơi, cái nồi cháo hấp dẫn quá. Chị Huệ. Ủa, cô Thơ. Bin không có ở nhà hả? Nó đi rồi cô. Ôi, mà cháo nhìn, ôi da, nóng quá. Cô cẩn thận cô. Ôi, nóng lắm đó. Nóng. Ôi, nồi cháo nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Ngon lắm. Ủa sao nấu chi nhiều dữ vậy chị? Thì kể đi. Tại vì lâu lâu mà lên thăm con. Với lại gà này gà tôi nuôi á. Ha, ngon lắm luôn á. Tôi nấu định cho nguyên cái xóm trọ này ăn luôn nè. Dạ. Ở đây bao nhiêu người cô? Tầm khoảng 5-60 người vậy ạ. 5-60 người? Dạ. Để tôi lấy nước tôi đổ vô thêm. Thôi, ai có lộc ăn thì được ăn. Còn không thì thôi chị, cực chị. Trời ơi, bày biện ra nói vậy đó hả? Ừ. Công nhận chị đảm đang ghê luôn á. Trời ơi, tôi nói thiệt với cô nha. Tôi là thương thằng Bin như là con ruột của tôi vậy đó. Tôi thấy cái hoàn cảnh nó ở trên này nè. Rồi tôi suy nghĩ hoài à. Không biết ở trên này có ai lo cho nó không. Nằm ở dưới mà cũng không có yên đâu cô. Cứ lo cho nó không mà. Cho nên là hôm nay lên đây là tẩm bổ cho nó. Nó muốn ăn gì là tôi nấu cho nó ăn. Bởi vì người ta nói hả, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Ai nói câu đó đúng chứ em thấy trong trường hợp này là hoàn toàn sai rồi đó. Cái này ai muốn nói gì nói, ai muốn nghĩ gì nghĩ ha. Miễn là mình sống tốt, mình sống đàng hoàng, trời đất biết ha. Ở đây nè, chính quyền địa phương biết. Ủa, chính quyền địa phương là sao? Tôi có nói chính quyền địa phương không? Chị mới nói luôn á. Cô ơi, để tôi giải nghĩa cái vụ chính quyền địa phương cho nghe. Ý là tôi nói là tôi ở trong cái nhà đó, chính quyền địa phương ở cái khu đó đó. Hiểu không? Để cho người ta hiểu tôi. Dạ em hiểu rồi, Ngon quá. Mà tôi nói cô nghe nè. Dạ. Một tí nữa thằng Bin nó về á. Dạ. Cô đừng có nói cái nồi cháo này tôi nấu nha. Cô nói là cô nấu. Em nấu? Ừ. Ủa sao vậy chị? Thì cô cứ nói vậy đi chứ nếu mà nó biết tôi nấu nó không có ăn đâu. Bớt hỏi lại ha. Bin. Ôi vô đây ăn cháo nè, trời ơi cháo ngon lắm luôn á. Thơ nấu. Thơ nấu cho con á. Ăn đi. Hai người bày cái trò gì trước cửa phòng tôi vậy? Trò gì? Nấu cháo cho con ăn cái bày trò gì thằng này? Cô Thơ cô nấu. Má đứng má sắc phụ đồ ăn cho cô Thơ. Đúng rồi, đứng phụ thôi, còn Thơ nấu hết á. Mình Thơ nấu hết. Ai nấu? Thơ. Cháo trắng Thơ biết nấu không? Bà đòi nấu cháo gà. Bà muốn gì? Cái thằng này má nói chuyện kiểu gì kỳ vậy? Má đâu muốn gì. Thằng này nói chuyện với mẹ con đó nha. Thôi đừng có xen vô chuyện của con. Bà bớt bài mấy cái trò này lại đi nha. Bin. Cái thằng này thái độ như sao hả? Quá đáng mà. Chị coi kìa. Trời ơi cái thằng này. Thôi cô. Chị đứng nhẫn nha. Không. Chị đứng buồn đi nha. Trời sao anh tức dữ vậy ta? Không sao đâu, tôi quen rồi cô Thơ ơi. Chắc là nó đang bực bội ai á. Chứ nó không bao giờ nó đối xử với tôi vậy đâu. Sao? Tôi chịu đựng được. Cái thằng này nó thương tôi lắm. Nó không bao giờ nó làm tôi buồn đâu. Thôi chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao mày sao nhỉ? Ủa sao làm giật mình quá hả? Sao mày đi ra từ sau lưng Thơ mà không nói gì em? Mày thấy bình thường mà là không vậy? Đúng rồi. Đừng uống cái gì hết. Dạ. Tình nhìn chị là tình. Đúng rồi, em sẽ là một mắt xích rất là quan trọng trong cái phi vụ này. Gì nữa? Thôi hỏi em nè, em ở đây em vui không? Thì có bữa vui bữa không. Ừ, em thấy không, từ ngày em lên Sài Gòn em ăn mặc khác hẳn, mọi thứ thay đổi hẳn. Mà Thơ cũng hiểu sai sai ăn mặc style này nữa, tin. Ừ, lên Sài Gòn người ta nó nghe nói là cái cách ăn bận nó quan trọng lắm. Ừ, mình phải ăn bận cho kịp người Sài Gòn. Ừ, cho chị, kịp luôn hả? Cho kịp người Sài Gòn. Bây giờ chị nhìn thấy khác hẳn. Trời ơi, giờ mày là như mày nhìn mày không phải là người Sài Gòn đâu. Là người Sài Gòn á. Mặc đồ gì tao không hiểu luôn á. Mày thôi kệ. Ủa mà sao kệ? Sao tự nhiên cái bữa nay lâu tôi ra nói chuyện nghe trời. Bây giờ em là nhân vật chính quan trọng trong cái câu chuyện này. Vậy gì? Phải có em mới làm được. Vậy gì? Bây giờ á, Thơ sẽ cho em ra ngoài đường ở. Mà em sẽ được ở một cái nơi cực kỳ đẹp đẽ, sang trọng, mát mẻ luôn. Ủa, nghe sao nó hư cấu quá vậy Thơ? Sao vậy? Bình thường em đi thuộc pizza, Thơ còn muốn cho em có cái phòng quạt, không được cái phòng máy lạnh nữa. Giờ cho em ở chỗ sang trọng, đẹp đẽ, mát mẻ. Chỗ nào? Khách sạn. Đi ra khách sạn ở. Đừng đuổi em nữa mà Thơ. Em cũng dù sao cũng em họ chị mà chị đuổi em hoài luôn á. Đuổi đi bị ghiền hay sao hả? Đuổi nào? Sao đuổi em hoài vậy? Sao có? Mới kêu ra khách sạn ở kìa. Trời ơi, Tình ơi, Thơ thương em lắm. Em hiểu sai ý Thơ rồi. Ý Thơ nói đây là em ra khách sạn để em thực hiện cho Thơ một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ba tiếng pizza. Được không? 4 tiếng pizza. Làm gì? Nhiệm vụ đó rất là quan trọng, có tên là nhiệm vụ Thơ phục quyền. Dạ em chào anh ạ. Chào. Dạ. Khách sạn mà. Dạ. Mướn phòng. Dạ, anh chọn phòng đơn hay phòng đôi ạ? Phòng máy lạnh á. Dạ, vậy anh vô làm cho em xin giấy chứng minh nhân dân nha. Dạ, anh vui lòng gỡ khẩu trang và mắt kiếm ra hộ em được không ạ? Chưa hả? Dạ. Có vấn đề gì không? Dạ, không ạ. Dạ, em mời anh ạ. Anh ơi, em đi theo lối này nha. Chỗ khách sạn Sài Gòn nữa trời. Chỗ đã vậy trời. Ôi. Giờ này gọi điên trời. Em nghe nè, em nghe nè. Alo, vô phòng chưa? Vô gọi. Chừng nào ra nói em ra nha. Nhớ chưa? Yên tâm, tin em. Chắc gì nghe chưa? Kể cảnh ra. Thông thôi. Ra cho mà đụng cái đồ tôi vậy? Má lấy đồ vô cho con. Tôi cấm bà đụng vô đồ tôi nha.
đứng lại. Mấy người làm vậy là biết quá đáng lắm không? Liên quan gì tới mấy người? Ủa? Mà không phải mấy người đang tránh né tôi hả? Nói chuyện tôi chi vậy? Tại sao lại đối xử với mẹ mình vậy? Hả? Kệ mẹ tôi đi. Cái thằng này. Tính kệ mẹ tôi thiệt hả trời? Alo. Đang phòng trọ nè. Cứ xe tới nước đi. Bạn. Lấy máy à? Gọi ông Tình nói là cái đĩa bay xuất hiện rồi. Alo, Tình á? Hai nắng. Ok. Cái lại là cái khách sạn này nữa kìa thôi. Quỷ sứ này. Mà đem quần đem áo ực nó không nghe lại. Alo. Alo. Đĩa bay đã đáp. Hành động. Ok. Đánh mãi giùm đi. Ờ mới rồi, mới ngu vậy giùm biết. Đi tôi. Thôi biết gì đâu. Cái gì mày vô đây mày ngủ hả? Bà chơi rung giường luôn. Không có thấy được đâu. Bây giờ phá cửa vô bắt tại trận. Thôi thôi. Thôi được. Đi người ta nghe bây giờ rỡn sát cái cửa quá vậy. Thì làm sao? Thì biết cứ nghe đúng vô cái cửa người ta nghe. Ủa thì phá vô đi còn đứng chờ cái gì nữa. Ủa tự nhiên phá. Đâu ra vậy? Là gì đây? Làm gì vậy? Không phải. Thôi lo cho con. Thôi đi. Có ai rịnh cái gì đâu, người ta lo mà. Cái bà đó, bà có làm gì mà em không nhớ cho tôi coi con. Cái gì vậy? Không có gì hết. Hỏi câu ngộ nghĩnh, vô khách sạn mà không làm gì. Thôi làm cái gì ở đây? Thôi thương con lắm em, thiệt con đẹp trai thật thà. Người ta mà máy bay thôi người ta đã chịu không nổi rồi. Bây giờ mày lái tới đĩa bay luôn hả con? Ban ngày mày đi học, tối mày chạy xe ôm, giờ mày còn thêm vụ nữa. Thôi cái gì vậy thơ? Chứ... khinh bay lắm. Rồi em tin này. Bay là đồ tồi. Rồi sao? Ôi đừng chửi bên. Bên không muốn gì đâu đúng không? Em bị ép đúng không? Mọi người bớt khùng đi. Muốn biết cái bà đó là ai đúng không? Ừ. Muốn biết cái đĩa bay đó là ai đúng không? Ừ. Vô. Trời ơi, vô bắt tôi làm được hả? Chưa vô. Trời công khai. Vô coi rồi. Mẹ. Vô. Vô. Đó là ông nội của Ben. Còn tôi là mẹ kế của Ben. Ngày trước á, ba mẹ của Ben không có được lấy nhau là tại vì không có môn đăng hộ đối. Rồi ba của Ben á bị ép lấy tôi á. Rồi cái tôi cũng tiểu nhân lắm, tôi đâm tôi chọt sao mà cuối cùng thì ai cũng ghét mẹ Ben với Ben á. Tội nghiệp nhỏ, thành đã sanh ra đời đâu được thừa nhận đâu. Mẹ nó buồn lắm, bỏ đi biệt xứ luôn. Rồi ba nó chết. Rồi cái tôi cũng có con được luôn á. Rồi bây giờ ông nội yếu ớt như vậy nè, mới tìm cách đi tìm lại nó. Rồi tìm xong rồi nói nó trời ơi cưng muốn chết luôn á, muốn có thằng con trai kháu khỉnh như vậy nè. Nuôi nó không chịu.
Rồi ông nội thì yếu như vậy đó, ông nội mới kêu thôi để nói Ben về đặng mà thừa kế cái gia tài. Nó cũng không chịu nữa. Mà tiền quá tiền đi, tiền nhiều quá bây giờ không biết sao. Cô khiêm tốn quá. Thì đó. Dạ. Em chia sẻ với chị, thật sự là cũng xin lỗi chị luôn. Chứ thật sự em nghĩ, tụi em nghĩ là đĩa bay này nọ của Ben. Trời ơi, ai cũng nghĩ vậy trơn. Xin lỗi, tại tụi con nghĩ bậy á, tụi con nghĩ là... Xin lỗi. Biết rồi. Thôi được rồi, có gì để Ben nó về rồi em khuyên giải nó từ từ. Chị ơi, chị để em nói một tiếng cho công bằng. Nói đi cưng. Thật sự là người ngoài á, sáng suốt hơn người trong cuộc. Cái chuyện mà về để thừa hưởng gia tài á, thì cô yên tâm đi. Ai cũng muốn thôi, con người ai cũng có lòng tham mà. Ben cũng nghĩ cũng muốn. Nhưng mà còn cái chuyện mà nhận cô làm mẹ và nhận lại ông nội, con thấy Ben làm không được đâu cô. Nhưng con thì khác. Mẹ, ông nội. Ông nội ơi. Ông nội dậy, ông nội. Để em đưa ra ngoài, đưa nó ra ngoài, đưa nó ra ngoài. Xin lỗi chị. Không sao, chắc con bị ảnh hưởng nè, đúng không? Không thấy sao rồi. Nội! Ủa? Đại thiếu gia, con của chủ tập đoàn khách sạn, sao không về nhà ăn sân hàng hải vị đi mà ngồi đang mì gói vậy? Kệ tôi. Đi về đi. Khu này là khu nghèo khổ của tụi tôi. Ngang bướng. Về nhận lại ông nội đi kìa. Đó. Đổ nha. Mấy người cũng lì lắm á. Thằng đi. Cái thằng gì mà cái thằng. Rồi ông nội yếu rồi sao không về đi? Ở đây hoài vậy. Mẹ tôi mất rồi. Tôi có mình mẹ tôi thôi. Tôi không cần ai hết á. Nhưng mà mấy người cũng phải biết á là bây giờ là... Đi ra. Ben đừng có. Sao vậy? Chỗ nhà hàng người ta đông người kiện chân. Trời ơi. Em biết nhà hàng này có ai không? Có ai à? Đẹp không? Đẹp, trời ơi, động thênh thang mát mẻ mà còn dọc bờ sông nữa. Chắc mắc tiền lắm hả? Của bạn anh á. Của bạn hả? Hai vợ chồng anh chị là kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn khắp các quận này luôn. Làm nhà hàng khách sạn vậy chắc nhiều tiền lắm hả? Chứ gì nữa, ẩm thực là nhu cầu thiết yếu của người ta mà. Bây giờ mình chỉ cần có một chiến lược kinh doanh đàng hoàng là hốt bạc thôi. Nghĩ cũng có lý ha. Đông khách quá kìa. Cứ như thơ á hả, mà kinh doanh nhà trọ hả, là lượm bạc cắt á. Có tháng á tụi nó có tiền thì tụi nó trả, có tháng thấy tội quá thôi cho luôn. Suốt thời gian Quân đi ở nhà thơ chịu khổ nhiều rồi đúng không? Không sao đâu, bây giờ Quân về rồi thì Quân với thơ sẽ cùng nhau kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn cũng giống như vậy thôi. Kinh doanh chủ nhà hàng khách sạn hả? Ờ. Nhưng mà Thơ đâu có rành gì về cái lĩnh vực này đâu. Thơ chỉ việc ngồi đếm tiền thôi. Còn mọi thế giới để Quân lo. À quên, kêu đồ ăn đi. Ở đây. Có ai chụp hình hả? Sao tạo kiểu nãy giờ á? Phải tạo kiểu, cái cha sinh mẹ đẻ ra cái tướng nó dậy sẵn rồi. Đang có gì không vui phải không? Ghen phải không? Bậy, ghen cái gì mà ghen. Bỏ cái tính đi, bỏ cái tính sĩ diện đó đi. Em nói anh nghe nè, tình yêu là phải giành giật. Bây giờ anh không thích bà làm đó đúng không? Thì anh vô anh lo bà về, bà không chịu tái vô mấy bàn tay. Đứng đây ghen làm gì? Đã nói không có ghen, chỉ là không thích thôi. Thank you.
Linda. Dạ. Một trong những nữ doanh nhân thành đạt trong chuỗi nhà hàng khách sạn. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ thưa chị, còn đây là Thơ, là người tình 20 năm của em. Trời ơi, không cần giới thiệu cũng biết luôn rồi. Mà chị nói thiệt nha, nghe em lâu lắm rồi, bữa nay mới gặp. Đẹp quá, đẹp hơn trong hình luôn. Trời ơi, em cảm ơn chị. Mà chị trẻ quá, chị tóc ngắn, em còn tóc ngắn, cho nên chị tóc dài, em tóc đen. Hai chị em mình đẹp đều. Dạ. Nè, dạ, chị nghe em lâu lắm rồi á, Quân hay nói về em lắm. Chị tâm sự về cái thiên tình sử của hai đứa em gần 20 năm nay. Trời ơi, chị ngưỡng mộ quá. Thời buổi này mà có tình yêu giống như là trong truyện cổ tích vậy đó. À mà chị, hôm nay tụi em gặp chị á thì cũng muốn hỏi chị một số chuyện. Ừ. Tại vì em cũng mới về nước thôi, thì muốn hỏi chị là trong thời gian tới chị có cái dự án nào hay là cái chuỗi kinh doanh nào mà hợp lý xíu thì cho vợ chồng em đầu tư với chị nha. Rồi rồi, ok. Tưởng đâu ai còn suy nghĩ chứ, vợ chồng em là ok liền, thương hai đứa quá à. Và đặc biệt là Thơ nè, chị ngưỡng mộ em lắm. Sao vậy chị? Trời ơi, em biết không, trong cái thời buổi là coi như là 4.0 như vậy nè, mà còn lại một người giống như em. Trời, một tình yêu trong trắng trinh nguyên, một lòng thì cách thủy chung son sắc, số 1. Trời, bây giờ là tuyệt chủng hết rồi. Chị ngưỡng mộ em lắm em ơi. Chị làm em ngại, dễ sợ. Em là may mắn của anh đó biết không. Em cảm ơn chị nha chị. Rồi. Dạ. Trong nhà không mà, vô nè. Dạ, dạ. Em mời chị. Em mời chị. Mời hai đứa nha. Bà làm gì trong phòng tôi nãy vậy? Má thấy phòng dơ quá, má dọn dẹp lau chùi cho con. Tôi đâu mượn. Tôi cấm bà đụng vô đồ của tôi bao nhiêu lần rồi. Hả? Thôi má không làm nữa. Bà dọn hả? Hay bà bài? Bà đừng tưởng tôi không biết bà đang kiếm cái gì trong phòng này nha. Nha. Má đâu kiếm gì. Tôi không cho bà ở trong phòng này. Bà đi xuống với bà Thơ á, bà ở nhờ phòng ta với á. Sao mặt bà dày quá vậy? Bà không thấy phiền ta hả? Má ở vài bữa mới về. Vài bữa? Vài bữa là mấy bữa? Bà đi về liền cho tôi đi! Đi về quê đi! Nè! Vừa phải con nha! Làm gì vậy? Đi về phòng. Ở đây là phòng của tôi nha. Mấy người ở đây làm chi? Nói vậy mà nói được á hả? Làm gì không được? Thôi hai đứa đừng có cãi lộn nữa. Chị đứng đây. Lỗi của má. Bất giải vậy thôi nha. Đừng mà, đừng có cãi. Đánh vô mặt nè. Đừng mà. Nha. Ôi, cho má xin đi. Bé cho má. Có mặt, cho má xin, cho má xin. Xong đậu rượu đó, xong về nhận đi. Bắt tôi nhận ba mẹ ghẻ đang chi vậy? Được rồi, để má đi về quê. Má đi về quê. Má đi về quê rồi. Quê. Nè, tôi bất giải. Tôi mất dạy rồi đó, mẹ ơi! Liên quan gì tới mấy người đâu. Mẹ tôi chết rồi. Ba tôi cưới thêm vợ nữa. Có ai dạy tôi đâu. Tôi mất dạy là phải rồi. Liên quan gì tới Ben, Ben đi về đi. Chuyện này là chuyện gia đình tôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện của nhà tôi Ben đâu hiểu. Cái đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi à. Ben đừng có bên người ta. Người thấy á, chỉ là cái bề ngoài thôi à. Còn chuyện bên trong á, mấy người đâu biết gì đâu. Tôi khổ lắm mày biết không? Thơ. Dạ. Em
thấy chị Linda là sao? Tao thấy chị Linda thân thiện, cởi mở, dễ gần. Thấy vậy chứ là một doanh nhân thành đạt, tài khoản ngàn tỷ luôn. Ôi, nếu mà tính ra như vậy thì chị Linda rất là thân thiện, rất là bình dân luôn á. Đại gia thứ thiệt, người ta toàn như vậy, đơn giản, ăn mặc giản dị, thân thiện lắm. Chỉ có những đại gia dởm mới ăn mặc màu mè hoa lá hẹ thôi. Nhưng mà nha, chị Linda là quý hai đứa mình lắm á, mới cho hợp tác làm ăn chung á. Cho nên mình phải giữ cái mối quan hệ này, đúng không? Thôi cũng vui khi được làm bạn với chị Linda. Thấm lên thấm thơ nè. Lâu rồi nào sao máu tôi tiếng nào vậy? Thắng lui. Muốn hết bội. Thắm. Món quà này chuyển cho thơ giùm tôi nha. Trăm sự nhờ thắm. Cảm ơn nha. Quân hết bôi đã trở về. Nãy giờ tôi rất bình tĩnh luôn á. Tính đây, tính sao? Hãy bình tĩnh nữa đi. Một là mày trả sự tự do cho cô ấy, hay là mày yêu cô ấy cho thật lòng. Thôi, hãy nó ký vô một cái tao có vài chục tỷ là mày có 300 triệu, 500 triệu như chơi. Không nào. Không nào. Không nào. Hấp xuống. Sau miếng nữa. Không phải cái chuyện như là thơ nghĩ đâu. Thơ. Vẫn bao năm ở xó nghỉ sớm, câu chuyện đơn giản ai cũng cho ngon. Đừng bọc nhau ai tới gây hấn, và con đã xa không còn láng giềng gần. Thường ngày ở khu xó nghỉ sớm, chuyện đời vây quanh toán bão và giông. Vẫn kề vai những khi gặp khó, tranh ganh và đua với ai bao giờ. Vẫn bao năm ở xó nghỉ đó, nhẹ nhàng cho nhau những thứ mình có. Dù lâu lâu cũng phải gặp khó, có anh chị em khá đông đông giờ. Gần. Tôi lửa tắt đèn có mặt đúng lúc mình cần. Mà khu trò bé nhỏ chứ đừng tưởng là hiền. Tuy là nhỏ mà có vỏ cứ thường đụng vô là tính tiền. Hiện sân này là của mình luật lệ từng người chủ. Đôi khi lắm tình cảnh hơi nghèo cũng có chưa cười đủ. Giữa lòng Sài Gòn tấp nập và bóng chen. Đây đúng là thành phần tụ hợp khiến cho khu trò này đông đen. Cho nhau những thứ mình có, dù lâu lâu cũng phải gặp khó, có anh chị em khá đông đâu sợ.